xin cảm ơn nhiều lắm nhiều. Thì bản thân về đây cũng xuất phát vào ngày mang cái nỗi đau bệnh tật của mẹ. Đó. Về đến mẹ 10 tuổi là mẹ bị bệnh nan y. Đó. Thì lớp 5 là lớp 3 là bị bệnh nhưng 10 tuổi và đến lớp 9 là bệnh viện đảo đấy. Và từ đó đau đảo thì phần bệnh viện là thầy bệnh viện ghét rồi vì chẳng hề hiệu quả. Nhưng mà hết 12 thì đi vào bệnh viện để đi điều trị cho mẹ. Nhưng mà đến năm 38 tuổi, có lần này bệnh 38 rồi. Thì vào bệnh viện rồi, lớp mẹ đi khắp bệnh viện khắp nước rồi. Nhưng mà mẹ không được. Thì trước khi đầu tiên đó là chương trình của hãng hôm nay. Đó, thì những cho mẹ là khoảng 30 tuổi năm nay không phải chỉ một khỏi thầy. Và tôi quyết định được cái tháng tháng này thì xuất phát từ một khách mới nhưng hơn là anh ở Huế. Đó là anh Long. Anh Long thì anh biển thắng hơn là anh có thể chiều cho qua cái tháng tháng thức tích và về đường đất là khóa giúp được cái chỉ và làm tháng một chút cấp của bệnh viện. Thì tôi có góc qua thì sản phẩm tháng tháng thức tích mà trong cái báo cáo đánh giá của cục quản lý bảo vệ cạnh tranh người tiêu dùng tháng 15 nước cơ bản là đi lên cái bảo số 2 rồi số 2 biết là số 2 là tốt hơn và biết cái thành phần ở đó đó là rồi tôi là có kháng thể có tích hợp sinh vi phân tích và kháng sinh vi theo kiểu cơ nhiều một tổ cần thiết có ra với đi ngang cho mỗi ngày thì phải biết cái đó nhưng mà phải chưa sử dụng cho đến một số là một khách hàng 33 đến 70 tuổi anh vẫn còn lại được quyền chứ còn của bố mình cũng không bảo là ông bà mình ai vợ chồng ông bà đó thì có một người con là bác sĩ trưởng khoa ngoài bằng của Huế là bệnh viện y học cổ truyền tỉnh và một người con là trưởng phòng trọ được quyền chúng tôi thì quyền còn đau đó là về đâu ta đang đưa ra sản phẩm về thương phong chúng ta rất chén kẹt dùng cái áo quần như thế này là phần cũng khá thế này nó có một góc đồng vật để xem kẻ vào nó tốt hơn thì không ngờ thì ông bà là những một hộp thì đang ra ở một chỗ đầy được cứ sau một tháng thì đầy được mà nhà nó để có lắp khám đi ra và có cả nó khám hơi nhìn thẳng thẳng tốt hẳn nên phải dùng hộp mà đi xây được và từ đó thì người cho con người dùng thử có mình đang làm trong ngày cũng mà có nên coi à và làm việc á coi đó là về cho con sử dụng cái ông thả lên thứ ba thôi về đến người nếu anh mấy cũng thả thứ ba và sau khi về cho con dùng cái này thì thấy nó khỏe hơn nó năng động hơn nó nghịch hơn nó nói to hơn nó cười nhiều hơn nó chạy nhiều hơn và đặc biệt là nó nói ngày xưa thì ép đoán là khó nhưng bây giờ từ ăn xong rồi lúc sau ví dụ như ăn tối xong trước khi đi ngủ nó lại coi ăn tiếp đó thì nó nói với bố rằng là bố con phải lấy má một cái bụng đói à bây giờ nó làm cho đau lưng cho mình đi ngủ kia quá cái thực tế khách hàng của tôi nó có lại của mình quá khó mình đây là mình sử dụng nó phải tốt cũng như một bệnh già nữa nhiệm vụ của mình là thủ tư và thủ tư thượng cũng như là quan chức được tiến sĩ của bệnh viện thì một số đã được thủ tư thủ tư và hóa chung và nó rất là bảo vệ đây là một lần đầu tiên một người tham gia một cái lớp học về chương trình của chúng ta từ tìm hiểu chúng ta biết là một chút về sản phẩm và bởi vì đã nói đến một phần rất là tốt thì chúc mừng tất cả chúng ta cái giải pháp sức khỏe cũng như có một cái giải pháp để mà lan tỏa cái việc này để giúp đỡ nhiều người bên ngoài họ đang có cái bề tắc cái sức khỏe để giúp họ khỏe hơn và chúng ta hoàn thành cái sứ mệnh là giúp khách hàng của chúng ta có sức khỏe tốt và nhà phân phối của chúng ta có sức khỏe tốt và mục tiêu của mình thì sau 3 tháng thì đã đến sản phẩm thôi và mọi người về có một người đến sản phẩm thôi và mục tiêu thì đến sản phẩm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây.